Vitamin E, chất chống oxy hóa và sức khỏe làn da. Chào bạn. Trong lĩnh vực dinh dưỡng, một số loại vitamin nổi bật vì những lợi ích đặc biệt đối với sức khỏe tổng thể và hạnh phúc. Trong số đó, vitamin E được chú ý như một nguồn năng lượng chống oxy hóa, có tác động mạnh mẽ đến sức khỏe của da. Chất dinh dưỡng thiết yếu này đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương oxy hóa và có liên quan đến nhiều lợi ích, từ tác dụng chống lão hóa đến thúc đẩy quá trình chữa lành da và giảm viêm. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá các đặc tính đáng kinh ngạc của vitamin E và tìm hiểu cách thức nó có thể góp phần duy trì làn da khỏe mạnh, rạng rỡ. Vitamin E, còn được gọi là tocopherol, bao gồm một nhóm các hợp chất hòa tan trong chất béo, có đặc tính chống oxy hóa mạnh. Các hợp chất này có tác dụng trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể là những phân tử không ổn định, có thể gây tổn thương tế bào và góp phần gây ra các vấn đề sức khỏe khác nhau, bao gồm lão hóa sớm. Bằng cách loại bỏ các gốc tự do, vitamin E giúp bảo vệ da chống lại stress oxy hóa, do đó ngăn ngừa sự phân hủy collagen, elastin và các thành phần quan trọng khác, giúp duy trì độ đàn hồi và săn chắc của da. Một trong những lợi ích nổi bật nhất của vitamin E là khả năng chống lại các dấu hiệu lão hóa. Khi chúng ta già đi, làn da của chúng ta trải qua những thay đổi một cách tự nhiên, chẳng hạn như sự hình thành các đường nhăn, nếp nhăn và các đốm đồi mồi. Tuy nhiên, vitamin E đã được chứng minh là làm giảm sự xuất hiện của những vấn đề về da liên quan đến tuổi tác bằng cách trung hòa các gốc tự do và giảm căng thẳng oxy hóa. Nó giúp duy trì tính toàn vẹn của tế bào da và hỗ trợ sản xuất collagen, mang lại làn da mịn màng, trẻ trung hơn. Hơn nữa, đặc tính chống oxy hóa mạnh của vitamin E góp phần vào hiệu quả của nó trong việc bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Mặc dù việc sử dụng kem chống nắng và thực hành các hành vi an toàn với ánh nắng mặt trời là rất quan trọng, nhưng vitamin E có thể hoạt động như một tuyến phòng thủ bổ sung, chống lại tác hại do tia cực tím gây ra. Bằng cách hấp thụ năng lượng từ tia UV và giảm thiểu khả năng tạo ra các gốc tự do, vitamin E giúp giảm thiểu nguy cơ bị cháy nắng, lão hóa do ánh nắng và thậm chí là ung thư da. Ngoài vai trò là chất chống oxy hóa, vitamin E còn có đặc tính chống viêm, có thể mang lại lợi ích cho những người có tình trạng da khác nhau nó đã được chứng minh là làm giảm các triệu chứng liên quan đến tình trạng viêm da như chàm, bệnh vẩy nến và mụn trứng cá. Bằng cách giảm viêm, vitamin E giúp làm dịu da bị kích thích, giảm ngứa và thúc đẩy quá trình chữa lành các mô bị tổn thương. Nó cũng hỗ trợ duy trì hàng rào độ ẩm của da, ngăn ngừa khô quá mức và thúc đẩy một làn da khỏe mạnh. Khi nói đến các ứng dụng bôi ngoài da, dầu vitamin E thường được đưa vào các sản phẩm chăm sóc da do chất lượng nuôi dưỡng và giữ ẩm của nó. Nó có thể giúp cải thiện độ ẩm cho da, tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên và làm đều màu da. Hơn nữa, khả năng thúc đẩy quá trình lành vết thương khiến nó trở thành một thành phần có giá trị trong các sản phẩm được thiết kế để điều trị sẹo và thúc đẩy sửa chữa mô. Mặc dù kết hợp thực phẩm giàu vitamin E vào chế độ ăn uống của bạn là một cách tuyệt vời để đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng thiết yếu này, nhưng việc bổ sung có thể cần thiết cho những người bị thiếu hụt cụ thể hoặc những người cần lượng cao hơn. Tuy nhiên, điều cần thiết là phải tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi bắt đầu bất kỳ chế độ bổ sung nào, vì việc bổ sung quá nhiều vitamin E có thể gây ra tác dụng phụ. Tóm lại, Vitamin E là một chất dinh dưỡng đáng chú ý với đặc tính chống oxy hóa, làm cho nó trở thành một nguồn năng lượng thực sự cho sức khỏe làn da. Khả năng trung hòa các gốc tự do, bảo vệ chống lại tác hại của ánh nắng mặt trời, giảm viêm và thúc đẩy quá trình chữa lành và đàn hồi của da, làm cho nó trở thành một chất bổ sung vô giá cho bất kỳ quy trình chăm sóc da nào. Cho dù có được vitamin E thông qua chế độ ăn uống cân bằng hay bôi ngoài da. Việc kết hợp bổ sung vitamin E hợp lý vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn có thể vẫn là cần thiết, giúp bạn đạt được và duy trì làn da khỏe mạnh, dạng dỡ lâu bền. Chúc bạn khỏe và đẹp. Cảm ơn bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại.